Rồi mình chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đến với kênh của mình nha. Mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem cây cúc càng dài nha. Đang múc bỏ xe ben nha các bạn. Ông anh nóng chăm dầu. Bỏ lên hai xe ben chạy đổ vô cái địa trong kia các bạn. Xe phải nói là nhanh ha các bạn.
ngồi đang nhậu bánh à. Lắp cái hầm nữa đó, cái hầm đó. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video luôn nha các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo nha.